Cả nhà chiều nay em lên một cây cúc mai nha, giăng rừng ạ. Thì cây này thì 6 thân chùm lại một cụm nha. Hàng này hàng độc lạ, anh nào em nào mà thích sưu tầm về thì anh em mình có sưu tầm ha. Mặt bông của cây này thì cúc cúc chùm nở rộ chùm, mặt bông rất là to luôn ha. Đây cái phần thân của nó chùm lại thành cục như thế này. Đó. Cái này vào chậu 40 nha. Cái phần mà cái cục cục chậm lại đó nó làm nó muốn đổ xù luôn á. Mà bây giờ nó bị mắc cái phần đây thành ra lẹ, em không có quay kỹ cho mọi người được. Mọi người về xóa rễ ra thì sẽ thấy một cục cũ ở dưới đó. Sáu thân của nó là tương đương nhau hết ha. Đó. Chơi không đụng hàng ai luôn. Độc lạ. Dàn nụ của nó rất là dày. Dàn nụ này thì em xuống lá rồi, dành cho anh em miền Nam, miền Trung với lại miền Nam là kịp Tết ha. Mặt bông nó rất là to, bông cúc cúc rinh nó rộ chùm chùm nhẹ. Đó, dàn nụ rất là dày. Cây cao 1m2 nha. Đó. Cái này anh em nào mà muốn thả bồn về thả bồn nó nhanh lớn thì mà mốt nó phát triển mạnh nữa sẽ tia ra cành nó càng đẹp nữa ha. Rồi, em chào cả nhà nha. À có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với em ạ. À.